nay chúng ta sẽ cùng nhau học vẽ một đồ vật có trong gia đình nhá. Đố các bạn biết đây là đồ vật gì nào? Nó có ba cái cánh và khi chúng ta bật lên thì chúng ta sẽ rất là mát. Đố các bạn biết đó là cái gì? À, đây chính là cái quạt. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn vẽ cái quạt nhé. Các bạn lấy bút màu đen nào? Chúng ta sẽ lại vẽ một đường nằm ngang ở phía dưới. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vẽ cái quạt nhé. Một hình tròn nhỏ ở giữa và ba cái cánh đúng không? Chúng ta sẽ vẽ giống như là bông hoa ấy. Một giống như là bông hoa nhưng chỉ có ba cánh thôi. Hai ba đó, và chúng ta sẽ vẽ cái lồng bảo vệ ở bên ngoài này, hình tròn đó. Bây giờ sẽ vẽ cái đế. Hai đường thẳng nối với nhau, một cái đế. Chưa, bây giờ chúng ta sẽ vẽ những cái lan bảo vệ cho cái quạt nhá. Các đường từ cái hình tròn ấy, chúng ta vẽ ra cái hình tròn to. Rồi, chúng ta đã vẽ xong cái lồng bảo vệ rồi. Bây giờ sẽ đến các nút bật đúng không? Cô sẽ vẽ màu đỏ là tắt. Đây là số nhỏ nhất này. Số thứ hai. Và số thứ ba. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng tô màu nhá. Tô màu cái hình tròn ở giữa trước. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tô các cánh quạt nhá. Cô sẽ tô cánh quạt màu đỏ. Cô lại tô viền sát cái màu đen. Rồi, cô thì tô được một cánh quạt rồi. Cô sẽ tô cánh quạt thứ ba. Rồi bây giờ cô sẽ tô cái thân của cái quạt nhé. Cô sẽ lấy màu xanh. Cô chạy viền và tô rất là nhẹ, chậm. Đế quạt này đó,
Được chưa? Yeah, thế là cô đã tô xong màu của cái đế quạt rồi. Bây giờ cô sẽ làm cho các cái nút này nó đậm hơn nhé. Rồi, như vậy là cô đã hoàn thành cái quạt rồi đấy. Các bạn đã làm xong chưa? Chúng mình hãy cố gắng nhé. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các con vào buổi vẽ lần sau nhé. Tạm biệt. Bye bye.